Xin chào tất cả các em. Bữa nay có 30 bạn du học rồi. Bữa nay là mình ôn buổi thứ bảy ha, hôm đó buổi thứ bảy thì cái đề thì mới gửi lên hồi chiều buổi trưa. Các em có lấy được cái đề chưa? Chúng ta có lấy được cái đề để xem trước không các em? Khả lấy được cái đề không hả? Có xem được trước cái đề được không? Dạ được thầy. Rồi thầy cảm ơn. Rồi chúng ta bắt đầu ngồi giải. Chúng ta bắt đầu giải đề nhé. Thì hiện giờ là có 29 bạn, 29 bạn học. Đây, cái đề đặt là cái đề 13. Thì bắt đầu từ câu 41 ha, lấy thầy lấy cái số cầu. Cái đề thì đánh giá năng lực luôn. Thì nó nói là cái đường thẳng y bằng mx cộng 1 và các cái đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x cộng 1 tại 3 điểm phân biệt. Thì tất cả cái giá trị thực của hàm số m là, tức là đầu tiên là mình sẽ lập phương trình bình đổi cho điểm nè. Phương trình bình đổi cho điểm. Hai bên đều có số 1 đó, mình bỏ. Rồi mình chuyển ghế vào luôn thì nó sẽ là x mũ 3 trừ m không trừ m x. Thì chỗ này nếu mà mình đem x làm thường lý chung thì nó còn là x bình phương trừ cho 3 trừ m không không. Phương trình này thì nó có nghiệm x bằng 0 rồi nè. À, còn lại là x bình phương bằng 3 cộng m đó. Thì mấu chốt là chữ cái phương trình sau này nè. Thì phương trình nó có 3 điểm phân biệt, có nghĩa là phương trình sau này cũng phải có 2 điểm phân biệt. Không? Thì phương trình 1 rồi, phương trình 1 và phương trình này nè. Tại do đường thẳng này nó cắt cái đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt cho nên là phương trình 1 nó phải có 3 điểm phân biệt. Thấy không? Có 3 điểm phân biệt. Khi mà chỉ khi phương trình sau này nó phải có 2 điểm phân biệt khác không?
có hai nghiệm phân biệt hay không. Đấy. Thì hai nghiệm phân biệt có không thì đòi hỏi là rồi cái bé đợi các bé đợi thì chắc là đây nãy thầy vô hơi trễ chút rồi nó không thấy rồi nó ao ra lại. Cái phương trình một và nó có ba nghiệm phân biệt, khi phương trình sau nó có hai nghiệm phân biệt khác không ha. Và mình thấy cái phương trình sau này là bên đây là x bình phương, x bình phương là nó bằng một cái số này thì để cho nó có hai nghiệm phân biệt thì cái số bên đây nó phải dương luôn không. Vậy thì điều này xảy ra khi mà chỉ khi là 3 cộng m nó dương không, và tương đương là m nó phải lớn hơn trừ 3, mà lớn hơn trừ 3. Giờ chỗ này mình sẽ chọn A ha, chọn A. Thì nhờ thì nhắn với bạn. Sao mấy đứa này không vô được nhỉ? Đường link cho thầy Hồng. Rồi, như vậy cái câu 13 giải thế ha. Có bạn vô rồi đó. Rồi, tiếp theo là cái câu 42. 42 là liên quan đến số phức. Các em phổ thông hiện giờ chắc là đã học xong số phức rồi nhỉ. Thì nó nói đây là cái đường thẳng đúng không? Cái tập hợp số phức mà nó thỏa mãn cái phương trình này đường thẳng. Giờ hỏi cái phương trình đường thẳng đó là phương trình đường thẳng nó có phương trình như thế nào? Đầu tiên đó là mình sẽ đặt z bằng x cộng y đúng không? Bên đây là ta đặt z bằng x cộng y. Chậm quá. Đứng máy luôn. Đặt z bằng x cộng y nè. Thế này. Đấy. Như vậy thì ở đây đó thì mình sẽ có là thầy biết rồi, thầy biết tay đây. Thì cái z ngang thì nó sẽ bằng là x trừ y ha, không trừ y như thế này. Như vậy thì cái mô đun của mà x mô đun của z trừ 2 nó sẽ bằng cái gì? Mình biểu diễn cái phương trình này lại đi. Thì này nó sẽ tương đương x này, cộng y này, trừ 2 này. Mô đun nữa này x trừ y thì mô đun nữa này nó sẽ là x trừ 2 bình phương rồi cộng y bình phương. Có lẽ nó có căn bậc 2 nhưng mà mình có thể là mình bỏ căn bậc 2 bằng cách là mình bình phương hay vế lên không. Thì bên đây thì cái phần thực của nó là x thôi, x bình phương thôi, còn phần ảo của nó là trừ y cộng 1 không, trừ y cộng 1 tất cả về bình này. Thì cái bình phương mô đun thì bằng tổng bình phương phần thực và phần ảo nha. Thì nó tương đương
mình khai triển hạn thức nè. X trừ 2 nó kéo bình phương thì bằng cái này. Y bình. X bình viết lại nè. Còn chỗ này là coi như là 1 trừ y nó kéo bình phương đúng không? Thì bằng 1 bình phương thì trừ 2y. Trừ 2y cộng y bình. Đấy. Thì mỗi bên đều có x bình hết, mình đơn giản. Mỗi bên đều có y bình hết, mình đơn giản. Rồi bây giờ mình ở đây là 4x không? Trừ 4x mình chuyển vào phía phải thì nó ra là 4x thôi. Chuyển về 4x trừ 2y. À, rồi trừ 4 này mình chuyển vào phía phải là trừ 3, trừ 4. 1 trừ 4 là trừ 3 đúng không? Còn bên đây còn 0 à. Vậy thì nguyên cái này bằng 0 đúng không? Thì đây là cái phương trình đường thẳng mình cần tìm nè. Thì đáp án của mình là chọn là đáp án C ha. Rồi các bạn mới vô. Rồi đây là cái câu 42. Rồi chúng ta xem câu 43. 43 là liên quan đến cái dạng thể tích khối đại diện đúng không? Khối đại diện thì bây giờ mình sẽ vẽ cái khối này ra. Vẽ cái khối lăn trụ này ra. Đây là khối lăn trụ mà có đáy ABC là tam giác vuông cân tại C. Đấy thì vẽ lăn trụ, mà cái này là dân lăn trụ đứng luôn nha. Lăn trụ đứng luôn. Vẽ thế này. Đẹp lắm. AB ABC để trên đây đi, AB để này, AB để này, C để này. Nó vuông cân nha các em, thì góc C này vuông nè. Góc C này góc vuông nè. Này chỗ này là A phẩy, B phẩy, C phẩy. Vuông cân mà cái a này là bằng a đó, ab là bằng a, ab bằng a. Như vậy thì suy ra là cái thằng cái tam giác vuông cân đó, mà cái cạnh liền nó là a, vậy thì cạnh góc vuông nó sẽ là a chia căn hai, hay là a căn hai chia hai, ghi a căn hai chia hai cũng được, tức là nó chính là a chia căn hai. Bên đây cũng vậy, a chia căn 2 hoặc là mình ghi thành a căn 2 chia 2. Vậy thì suy ra là cái diện tích đáy nó sẽ là gì? Diện tích đáy của nó là a chia căn 2 tất cả bình phương thôi, rồi nhân thêm 1 phần 2 nữa. Tại vì cái diện tích của tam giác là hai cạnh góc vuông nhân với nhau và chia cho 2 đúng không? Diện tích của tam giác vuông thì cái này nó là a bình phương chia 4 rồi. Nhưng mà theo đề bài đó thì nó nói là cái mặt bên là A, B, C, D, A7 này là hình vuông, đúng không? Đây mặt bên, cái này là hình vuông nè. Hình vuông như vậy thì cái vô cái A, B, B phẩy, A phẩy là hình vuông. Hình vuông đây là suy ra là cái B, B phẩy nó sẽ bằng là AB bằng A, và cái này chính là đường cao, không? Đây chính là đường cao. Vì thì mình sẽ suy ra được cái thể tích của hình lăn trụ, thể tích của cái khối lăn trụ, và nó sẽ bằng chứ diện tích đáy nè, hay nhân chiều cao, tức là A mũ 3 chia 4. Cái đề bài đó là cái mặt phẳng qua trung điểm Y, qua trung điểm Y của AB. Ở đây qua trung điểm Y của AB. Đây Y là trung điểm của AB nè. Và vuông góc với là AB phẩy, vuông góc với AB phẩy.
giờ mình nói ra cái A B phải là phải. Thì cái này nó vuông góc với A B phải thì nó như thế nào nhỉ? Vuông góc với A B phải không? Thì mình thấy là cái mặt phẳng mà nó đi qua điểm Y nè, trung điểm Y qua B nè, và nó vuông góc với A B phẩy, thì nó sẽ chia cái khối lân trụ thành hai phần, chia khối lân trụ thành hai phần thì tính thể tích mỗi phần. Thì mình nhận thấy là cái mặt phẳng này mình gọi là mặt phẳng alpha, alpha là mặt phẳng qua Y và vuông góc với A, vuông góc với A B phẩy. A B phẩy là cái đường này. Đây. Nhưng mà cái mặt phẳng alpha này đó là nó vuông góc với A B phẩy, không? Vậy thì cái đường thẳng mà giao tuyến mình gọi D là giao tuyến đi, D là giao tuyến của alpha với cái mặt phẳng A B. B phải A phải ha. Đấy. Thì suy ra là cái D này nó cũng vuông góc với gì? Vuông góc với A B phải luôn. Đấy. Cái đường thẳng này nè. Vuông góc nha, thì phải cái đường thẳng này là D. Đó. Bây giờ mình sẽ có nhận xét gì? Bây giờ thì cái D này đó, em thấy cái D này nó vuông góc với A phải B, vuông góc với A phải B. Em xin lỗi, D này vuông góc với A B phải. Mà cái thằng A phải B đó, mà cái A phải B nó cũng vuông góc với A B phải nữa. Chỗ này nó suy ra là cái D này nó sẽ song song với A phải B đó. A phải B song song và song song, và Y là trung điểm của AB, nên là suy ra là gì? Suy ra là D nó sẽ là cắt A phẩy tại trung điểm, mà trung điểm D, mình đặt cái thằng này là điểm D luôn đi, trung điểm D, trung điểm D của A phẩy. Đấy. Vậy thì kiểu rõ ràng là cái ID này nó chính là giao tuyến rồi. Rồi. Bây giờ đó là mình sẽ nói cái thằng IDC là ha, IC là nó IC là thế này. Có phải là cái mặt phẳng này không? Thì đề bài nó cho là ABC là tam giác vuông cân tại C, không? Thì bây giờ mình lập luận thêm nè, thì ta có là AC, ABC là vuông cân tại C nè, vuông cân tại C, không? Vuông cân tại C. Nên là suy ra là tại Y mà Y đó là trung điểm của AB nữa, cho nên là suy ra là cái CI này đấy, CI này nó sẽ vuông góc với AB nè. Mà cái CI của mình đó là nó đã vuông góc với AA7 rồi, vuông góc với AA7 rồi. Thì đây thì CI là cái CI này nè, nó sẽ vuông góc với mặt phẳng là AB, AB B phải A phải, vuông góc với mặt phẳng này. CI nó sẽ vuông góc với AB, B phải A phải. Vậy thì từ đó mình sẽ suy ra được là cái CI này nó cũng vuông góc với cái AB phải luôn, vuông với AB phải luôn. Đấy. Ở trên đây mình thấy là cái DI là nó vuông với AB7 rồi đúng không? DI vuông với AB7 rồi, mà CI nó cũng vuông AB7 luôn.
Vậy thì từ đó mình sẽ suy ra được là CD nó sẽ vuông góc với A B phẩy, và nó cái này nó quay vậy thì rõ ràng là cái alpha này là nó sẽ trùng với mặt phẳng CD. Alpha là trùng với mặt phẳng CD ha. Vậy thì rõ ràng cái mặt phẳng CD á nó chính là cái mặt phẳng đi qua Y và nó vuông góc với A B phẩy. Và nó chia cái khối lăn trụ này làm hai khối, một cái khối là cái khối chóp đỉnh D, đáy là IAC nè, IAC nè. Bây giờ mình sẽ tính thể tích khối chóp này. Thì bây giờ ta có cái thể tích của cái khối thể tích của cái khối chóp là D IAC thì nó bằng một 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 phần ba. Đầu tiên là thể tích khối chóp là 1/3 chứ, 1/3 rồi nó sẽ bằng cái DA đúng không? DA là chiều cao, DA và nhân cái diện tích của tam giác AIC đúng không? Đấy. Nhưng mà cái DA này đó là nó bằng phân nửa chiều cao của A phẩy đúng không? 1/3 nè nhân cho 1/2 A phẩy. Còn cái diện tích này đó thì nó lại bằng 1/2 diện tích của tam giác ABC. Đấy. Thì mình sẽ được 1/3 nhân 1/2 nhân 1/2 tức là 1/12 đúng không? 1/2 10 10 12. Cái A phẩy mà nhân diện tích tam giác ABC này nó chính là thể tích của cái lăn trụ. Đấy. Mà thể tích của lăn trụ thì nó sẽ bằng là A mũ 3 chia cho 4 không? Vậy thì cái này nó sẽ là A mũ 3 chia 48. Vậy thì cái phần còn lại nó sẽ là cái gì? Đấy. Thì cái mặt phẳng này nó chia khối lăn trụ làm hai phần, một phần đó là A mũ 3 chia 48, rồi vậy thì phần còn lại nó sẽ là như như thể tích của phần còn lại là mình sẽ lấy là A mũ 3 chia 4 nè trừ cho A mũ 3 chia 48. Này quy là mẫu lên ha. Quy là mẫu lên thì chỗ này nó sẽ là 10 12 phần 48. Mà trừ cho 1 phần 48 thì nó còn là 10 11 phần 48 A mũ 3. Như rõ ràng là thể tích hai khối này là được là gì? A mũ 3 chia 48 và 11 phần A mũ 3 chia 48 là đó C. Thì cái câu này nó hơi khó nha. Khó là chỗ mình nhận biết được cái mặt phẳng mà nó nói. Mặt phẳng nó nói nó không có, nó chỉ nói sơ sơ thôi chứ nó không có nói mặt phẳng nó qua C không. Rồi mình phải chứng minh cái mặt phẳng nó phải qua C. Đó thì nhắc lại nè. Thì đầu tiên đó là mình tính cái thể tích của cái khối lăn trụ ha. Thể tích khối lăn trụ thì đề bài nó cho thể tích khối lăn trụ thì mình cần diện tích đáy nhân với chiều cao đúng không? Và đề bài nó cho là tam giác ABC là tam giác vuông cân là C mà có cạnh viền AB bằng A. Vậy thì ở đây mình sẽ tính được cái cạnh góc vuông. Cạnh góc vuông vuông cân rồi mà có cạnh viền thì chia cho cạnh góc vuông thì bằng cạnh viền nó chia cho căn 2. Đó. Và có được cái cạnh góc vuông đó thì mình sẽ tính được cái diện tích của cái tam giác ABC tức là ở đáy nè. Đây là bình phương cạnh góc vuông rồi chia hai ha, hai nhân 1/2 cũng được. Và ngoài ra thì đề bài nó cho là cái mặt bên AB B phải A phẩy là hình vuông, hình vuông mà nó có một cái cạnh AB là gì thì cạnh còn lại đều bằng A hết, tức là B B phải bằng A. Mà B B phải bằng A có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái đường cao, cái hình của cái đường cao của cái khối lăn trụ này nó cũng bằng A. Vậy thì mình sẽ tính được cái thể tích của khối lăn trụ, đúng không? Thì tính thể tích của khối lăn trụ. Và công việc tiếp theo là mình sẽ chứng minh là cái mặt phẳng đi qua trung điểm Y của AB và vuông góc với AB phẩy nó chính là mặt phẳng IDC, với D nó chính là trung điểm của AA phẩy. Đúng không? Mình chứng minh được cái điều đó. Và sau khi chứng minh điều đó thì mình sẽ tính cái thể tích của cái khối DAIC theo cái A này. Đấy.
và khi mình cái thể tích của khối đó rồi, mình sẽ tính được cái thể tích của khối còn lại bằng cách là lấy thể tích của khối làm trụ trừ đi cho cái thể tích của cái khối B, A, I, C. Được ha? Thì đó là cái câu 43 nha. 43 nói cái câu 43 thì thật ra bây giờ mình nói là có 3 câu thôi. Rồi tiếp theo cái câu 45. Thì trong không gian mà nó cho 3 điểm A, B, C như thế này, nó hỏi là tập hợp các cái điểm đây mà thỏ cái phương trình này là mặt cầu và bán kính của mặt cầu này là bao nhiêu. Thế này mình biến đổi thôi nha, biến đổi thôi. Thì em lưu ý là khi mà nó cho như thế này đấy, cho thế này nè, M A bình đó mình nó ra nhiêu, M A bình đó tức là mình lấy tọa độ của điểm A trừ tọa độ của điểm M bình phương lên đúng không? Đấy, tức là cái phương trình nè. À, phương trình này mình đặt vào phương trình sau đi. Thì mình ghi là phương trình sau nó sẽ tương đương cái gì? M A bình đó. Thì mình lấy tọa độ điểm A trừ tọa độ điểm M bình phương lên mình cộng lại. À, ở đây mình sẽ có 1 trừ x nè bình lên. Rồi cộng cho 0 trừ y bình phương lên là bằng y bình đúng không? Rồi cái 0 là trừ dz bình phương lên là z bình luôn. Cái này là chính là M A bình này. A bình nè. Rồi MB bình lấy tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm M bình lên 2 trừ y tất cả bình, 3 trừ y tất cả bình, cộng với z bình, cộng cho y bình cộng y bình, 3 trừ z tất cả bình bằng 23. Cái này nó chính là MB bình nè, MB bình. Còn bên đây nó chính là MC bình. Cộng lại bằng 23. Thì bây giờ mình biến đổi, biến đổi tương đương, khai triển hạn mức ra. Này chỗ này mình khai triển hạn mức ra 4 trừ 4 x cộng x bình. Ở bên đây 9 trừ 6 y cộng y bình chỗ này nè, cộng cho z bình ha, cộng x bình cộng y bình. Rồi chỗ này khai triển hạn thức ra luôn là cái gì, cộng khai triển hạn thức này ra nè là 9 trừ 6 z cộng z bình bằng 23 đúng không? Rồi chúng ta biến đổi tiếp nè. Thế thì em thấy đều có là ít bình hết, ít bình 3 lần ít bình đúng không? Mình gom chung là 3 lần ít bình nè, ít bình là ít bình, nếu có ít bình thì 3 lần ít bình cộng 3 lần ít bình cộng 3 lần z bình. Được chưa? Bây giờ mình coi có mấy ít nha, cái này có 2 ít nè. Bây giờ 2x này 4x nữa là 6x trừ 6x không? Trừ 6x. Rồi, rồi bao nhiêu y ha? Chỗ này là trừ 6y nè. Trừ 6y. Rồi đó là trừ 6z. Rồi số thì chỗ này 1 cộng 4 là 5. 5, 9, 14, 14 cộng 9 là 23, 23 bằng 23 bằng 0 không? 23 đơn giản 23 bằng 0 này. Bây giờ mình sẽ chia 2 với cho 3 thì nó là x bình cộng y bình cộng z bình trừ cho 2x trừ 2y trừ 2z bằng 0. Vậy thì cái này là phương trình của mặt cầu đó. Đây là phương trình mặt cầu, đây là phương trình mặt cầu, cái này là phương trình của mặt cầu có tâm là như tâm là y tọa độ là lấy hệ số trước x mình chia trừ 2 nhé. Hệ số trước y chia trừ 2, hệ số trước x chia trừ 2. Và bán kính L bằng gì? K mặt 2 của tổng bình phương 3 cái số này. 3. Vậy thì cái mặt cầu này tâm là 111 và bán kính là bằng gì? Căn 3.
Đáp án C. À, thì câu 44 này là đáp án C. Thì câu 45 thì mình biến đổi tích phân thôi các em. Biến đổi tích phân. Câu 45 thì cái y này đó. 45 nè, cái y này là mình sẽ biến đổi như thế này. Nó tích phân từ 0 đến pi chia 2. Cái cos bình phương này là cái cos thứ ba thì mình ghi là cos bình phương x. Nhưng mà sin bình phương x. Nhân thêm cos x nữa. Cos x dx. Và lưu ý cái cos bình phương này là mình ghi thành 1 trừ sin bình đúng không? Cho nên chỗ này chúng ta sẽ ghi thành cos thì bình rồi bằng 1 trừ sin bình này. Mình nhân sin bình x. Mình nhân cos x dx. Đấy, thì ở đây mình đặt t bằng sin thôi, t bằng sin, t bằng sin x thì suy ra là cái dt thì nó sẽ bằng là cos x dx. Cái này gọi là tính vi phân, các em chắc cũng học cái phân rồi đấy, học tính xúc phức thì chắc là tích phân cũng học rồi trong lớp rồi không? Đấy thì bây giờ đó là mình đổi cạnh. À, đổi cận thì cận ở đây của mình là cận từ 0 đến pi chia 2. À, nếu x bằng 0 mà t bằng sin x thì t cũng bằng 0. Sin 0 bằng 0 mà. T bằng 0. Và nếu x bằng pi chia 2 thì t bằng sin x tức là sin của pi chia 2 là 1 thì t bằng 1. Thấy không? Vậy thì mình sẽ suy ra được cái y nó sẽ bằng cái gì? Là tích phân từ 0 đến pi chia 2 thì mình ghi tích phân từ 0 đến 1. Thì 1 trừ sin bình đó thì mình sẽ thay bằng 1 trừ t bình. 1 trừ t bình. Còn sin bình thì mình thay bằng t bình luôn. Thì có ít đi ít thì mình thay bằng dt. Dt. Mình nhân phân phối vô thì nó sẽ là tích phân từ 0 đến 1. À, t bình phương trừ t mũ 4. Dt. Thì câu 45. Rồi mình ra được cái kết quả này. Đáp án nào nhỉ? Đúng là A ha. Học là chưa ăn đó, nhìn các bạn rút hết trơn nhỉ. Cái này nó hỏi là có bao nhiêu cách ship 4 người lên 3 con tàu mà biết là mỗi con có thể chứa 4 người. À, cái này nó gọi là chỉnh hợp lập. Giống như bài toán là giờ cho em 3 chỉ số rồi em có thể lập được bao nhiêu số mà có 4 chỉ số. Đấy, thì cái này mình sẽ lập được như thế này nè. Bây giờ có 4 người đúng không? Bây giờ cái người thứ nhất có mấy cách xếp? Người thứ nhất, người thứ nhất là có mấy cách chọn con tàu lên? Phải có 3 không em? Người thứ nhất là có 3 cách chọn. Chọn con tàu, phải không? Phải không? Người thứ nhất là có 3 cách chọn con tàu đúng không? Người thứ nhất ứng với mọi cách của người thứ nhất thì cái người thứ hai á cũng có ba cách đúng không? Ba cách. Người thứ ba cũng có ba cách. À, và người thứ tư thì cũng có ba cách đúng không? Đấy, người thứ tư thì cũng có ba cách. Như vậy thì theo nguyên tắc nhân thì mình sẽ có là gì đây? 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3 ra gì vậy? Là 3 mũ 4 không? 3 mũ 4 là nhiêu? Là 81. À. Vậy là người nó hỏi có bao nhiêu cách ship thì mình đáp án à. Có 81 cách. Cái bài toán này nó giống như cái bài toán mà chẳng hạn như mình có 4 người ship vô, có 4 bệnh nhân là ship vô 3 cái phòng bệnh đó, mỗi phòng bệnh có khả năng chứa đến 4 người. Thấy không? Thì giống như thế này. Hoặc là cái bài này nó cũng giống như cái bài
cắm hoa rồi đó. Ví dụ như em có 5 bông hoa mà em có 3 cái bình, em có bao nhiêu cách cắm 5 bông hoa vào 3 bình hoa, biết rằng là mỗi bình có thể chứa tối đa được cái 5 bông hoa đó. Thì cái đó cũng là cái nó giống như bài toán này đúng không? Hoặc là giống như cái bài toán là em có 3 phần quà mà em phát cho 4 người, thấy không? Có 3 phần quà mà bạn phát cho 4 người thì có bao nhiêu cái phát? Thì cũng có khả năng là một người nhận hết cho 3 phần quà, còn 2-3 người kia không có, thấy không? Vì thì có 3 phần quà phát cho 4 người, vì thì đã bán ra nhiều bao nhiêu cách? Có bạn nào trả lời được không? Giống như là này, bây giờ mình sửa lại là có 3 phần quà mà phát cho 4 người, vậy là có bao nhiêu cách phát? Ai trả lời được? Đáp án là nhiêu? Trả lời không? Khả trả lời không? Khả dạ tâm 1. Không, cái này nó khác nè. Có cái 81 là giống như là em có 4 phần quà mà phát cho 3 người, thấy không? Có 4 phần quà mà phát cho 3 người thì có 81 cách thiệt, nhưng bây giờ có 3 phần quà mà phát cho 4 người đó, đáp án là nhiêu? Bài toán là thầy ra thầy ghi vô đây nè, bài tập nè, có 3 phần quà mà đem phát cho 4 người, hỏi có mấy cách phát? Đây. Cái bài này nó cũng giống như cái bài này nè các em, giống như bài này nè. Bây giờ là em dùng 3 chữ số, dùng 3 chữ số 1, 2, 3, thấy không? Em lập một cái số có 4 chữ số, có 4 chữ số, không nhất thiết phải khác nhau nha. Đấy. Thì hỏi được bao nhiêu số? Bao nhiêu số? À, đấy. Thì bây giờ đó là cái em coi coi cho thầy mấy cái đáp án này coi làm được. Đáp án của câu thứ nhất thì là nhiêu? 64 hả thầy? Đúng rồi, 64 em. Đó là cái phần quà thứ nhất là em có 4 cách phát đúng không? Cái phần quà thứ nhất là 4 cách phát. Về phần quà thứ hai em cũng có 4 cách phát. Phần quà thứ ba cũng có 4 cách phát. 4 x 4 x 4 tức là 43. Khác với bài trên là 344 không? Đó, thì giống như cái bài trên nhưng mà mình sửa cái đề lại chút á. Là bây giờ đó là có 4 người mà có 3 người mà lên 4 toa tàu. Có 3 người mà lên 4 toa tàu. Thì có bao nhiêu cách có bao nhiêu cách xếp, thấy không? Đấy thì cái khi mà mình đổi người với toa tàu thì nó ra nó bán khác. Giống như cái số này nè, không, ví dụ như mình có thể lập thành cái số 1111 như thế này cũng 4 chữ số vậy đúng không? Đấy. Tức là nó có 4 vị trí khác nhau, vị trí hàng chục, là vị trí hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, thấy không? Đấy, tức là mình sẽ thảy cái số 1 vào một trong 4 vị trí này. Đấy, mình có thể thảy số 1. Có mấy cách xếp số 1? Xếp số 1. Nói chung là cái này mình suy nghĩ thêm rồi coi cái này, cái bài này, cái đáp án là nhiêu, được bao nhiêu số, thấy không?
Thì vị trí hàng chục thì mình sẽ có mấy cái chọn. Vị trí hàng chục, vị trí hàng đơn vị á. Chẳng hạn như mình nói cái số có bốn chữ số là cái dạng ABC như thế này, ABCD như thế này nè. Hàng đơn vị thì có mấy cách chọn số? Có ba cách, đúng không? Mình có thể chọn số 1, chọn số 2, số 3 đưa vô. Hàng đơn vị thì có ba cách, hàng chục thì có ba cách, hàng trăm có ba cách, hàng ngàn cũng có ba cách. Chỉ chọn ba số này, một trong ba số này thôi nha. Đó, thì lúc này nó ra đáp án là nhiêu. Thì cái này nó gọi là chỉnh hợp lập nha. Chỉnh hợp lập. Thấy không? Rồi các em lên mạng em bấm lên cái câu chỉnh hợp lập ra như thế nào thì nó sẽ chỉ cho em cái định nghĩa này kia hết. Rồi tới câu 47 nè. 47 ha. 47 thì không ra những cái câu dạng này thầy có giải rồi nè. Bây giờ 47 có ai cho đáp án không? 47 đáp án gì? Chỉ có một cầu thủ ghi bàn có nghĩa là sao các em? Chỉ có một cầu thủ ghi bàn có nghĩa là thằng A ghi bàn, thằng B thì không ghi bàn. Có nghĩa là thằng A ghi bàn, thằng B xuất hậu. Thì cái xác suất đó là như A ghi bàn được là xác suất là 0,8 nè. Còn B xuất hậu là xác suất là như 0,3 không? Là hai thằng này nhân với nhau là 0,24 không? Hoặc là trường hợp là thằng A nó xuất hỏng là 0,2 và thằng B là nó ghi bàn là 0,7 và xác suất này bằng 0,14 và mình cộng lại lại thì nó ra bằng 0,38. Tại vì nó một trong hai trường hợp này, thấy không? Một trong hai trường hợp này. Trường hợp thứ nhất là thằng A xuất ghi bàn được, còn thằng B thì xuất hỏng. Trường hợp thứ hai là thằng A xuất hỏng, thằng B ghi bàn. Đấy. Vậy thì hai thằng này có ít nhất có đúng một thằng ghi bàn, không? Chỉ có một đúng một thằng ghi bàn xác suất này. Đó thì bây giờ thầy hỏi em là nếu người ta cho cái đề như thế này nè, người ta cho cái đề như thế này nè, mà ta yêu cầu là em tính xác suất là cả hai người đều ghi bàn, xác suất là nhiêu? Ai trả lời được? Cả hai người ghi bàn luôn. À, 0,56 đúng không thầy? Đúng rồi em. Rồi cảm ơn em. Ha. 0,56. Nếu cả hai người ghi bàn luôn là 56 ha. Cái này là có một người ghi bàn nè, cái này là có một người ghi bàn ha. Còn đây cả hai người đều ghi bàn. Cả hai người đều ghi bàn. Ghi bàn. Thì cái xác suất của nó là bằng 0,56. Bây giờ cả hai người đều không ghi bàn. Cả hai người đều không ghi bàn thì xác suất tự nhiên. Ai trả lời được? Ai trả lời được cái chỗ này? Cũng cái câu hỏi này nhưng mà người ta không có hỏi theo cái kiểu này, mà người ta hỏi là cả hai người đều ghi bàn là bạn trả lời được nè, không? Thì còn bây giờ ta hỏi ngược lại là cả hai người đều không ghi bàn, không có người nào ghi bàn hết, thì xác suất là nhiêu? Dạ 0,06. Rồi đúng rồi, 0,06. Rồi bây giờ người ta lại hỏi cái cách khác nữa là có ít nhất một bàn thắng, có ít nhất một người ghi bàn. Thì cái số là như cái đáp án là như ví dụ như ta hỏi là có ít nhất một người ghi bàn thì em trả lời là được nhiêu, là có phải mình lấy một và trừ đi cho số này không, lấy một trừ đi cho số này không?
là nó ra là 0,9 từ. Rồi thực chất nó chính là cái con số 0,38 này là cộng vô con số 0,56 này. Tức là ghi từ một bàn trở lên, ghi một bàn, ghi hai bàn là 0,94 lấy. Mình có thể lấy con số 0,56 cộng 0,38 cũng được. Cũng ra 0,94 này. Hoặc là mình lấy 1 trừ 0,06 này cũng ra 0,94. Thấy không? Đấy, thì cái bài dạng này em nhớ như này ha. Đấy, thì cái này nó liên quan đến cái xác suất của hai biến cố độc lập mà mình học ở chương trình xác suất ở trường chương trình lớp 11 á, chương trình 11 mình có nghiên cứu có học phần xác suất của hai biến cố độc lập á, hai biến cố độc lập. Thì cái sự kiện đó là bạn A ghi bàn và cái sự kiện bạn B ghi bàn là hai sự kiện đó độc lập nhau. Sự kiện ở trong xác suất nó gọi là biến cố hay là sự kiện em, trong xác suất nó gọi là biến cố hay sự kiện. Mà có biến cố thì nó sẽ có cái số để đo cái khả năng xảy ra của biến cố đó, thấy không? Thì cái khả năng xảy ra của biến cố nó gọi là xác suất của biến cố ha. Khi mà mình muốn đo cái khả năng xuất hiện của một cái sự kiện nào đó, khả năng xảy ra của một sự kiện nào đó, thì cái đó chính là đo xác suất đó, đo xác suất, thấy không? Đó, đo xác suất. Và ở đây người ta cho là xác suất ghi bàn. Sao người ta biết được cái xác suất ghi bàn này là 0,8? Có nghĩa là cái cầu thủ này là nó đã sút nhiều lần, chẳng hạn nó sút 100.000 lần gì đó, người ta thống kê là cứ 100 lần sút thì nó có 80 lần quả vô khung thành, thì nó mới tính được cái xác suất này, không? Cho nên là cái xác suất này nó cho biết rồi, và mình sử dụng những cái công thức mình tính cái xác suất khác, không? Chứ nó không yêu cầu mình tại sao mình cái này nó phải là 0,8, không? Đấy. Và cái chỗ này đó thì xác suất của biến cố thì ở ở chương trình phổ thông của mình á thì nó tính theo quan điểm đồng khả năng, nhưng mà có trường hợp là nó cho sẵn cái xác suất này luôn, thấy không? Đấy, cho sẵn cái xác suất này luôn là bằng 0,8 nè, rồi xác suất của biến cố B là bằng 0,7 nè, và nó yêu cầu là tính xác suất của biến cố A giao B. Cái này là A giao B, mình còn đọc là A và B cùng xảy ra, A giao B cùng xảy ra. Nhưng mà thằng A này có nghĩa là biến cố A này có nghĩa là thằng A sút bóng vô khung thành, thằng B là biến cố là thằng B sút bóng vô khung thành. Vậy thì A B mà mình viết liền như thế này ấy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cả A B đều sút bóng vô khung thành, có nghĩa là cả A B đều ghi bàn á. Đấy, thì người do hai thằng này độc lập cho nên là nó sẽ có xác suất của biến cố cái này, rồi nó còn gọi là biến cố tích nha, nó còn gọi là biến cố tích. Nó bằng tính xác suất như thế này, hai biến cố độc lập thì nó có tính chất này nhé. Và ở phổ thông thì mình chỉ học hai biến cố độc lập thôi, nó không có học cái vụ biến cố mà nó có kiểu là điều kiện này kia, không có, thấy không? Cho nên là em cứ yên tâm. Đấy, thì cứ nhăn vô lại ra. Đấy, chính là xác suất hai người ghi bàn nhé, 0,56. Đấy, còn cái xác suất này là sao? Đấy, này là xác suất của biến cố A ghi bàn và B không ghi bàn là thế này, không? Thì nó cũng độc lập nữa, thì nó ra xác suất của biến cố A nhân với xác suất của biến cố B ngang. Mà xác suất của biến cố B ngang này đó, nó gọi là biến cố đối của biến cố B, thì nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố B, đúng không? Nhân cho 1 trừ cho 0,7 thì ra 0,24. Đây là cái nguyên số này. Đó, thầy nói thêm về cái phần xác suất của biến cố thêm cho các em này nhớ rồi. Nếu mình thi vài bữa nó thi rồi đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ sang cái câu 48. Câu 48 này chúng ta làm ra chưa? Có ai có đáp án nhỉ? Dạ. Đó là 48A đúng rồi em. Thấy không? 48A này thì nhớ là cái dạng câu này thầy có sửa lò hết lần ha. Có cần sửa lại không ạ? Cái này mình sẽ đặt T là gì? A cộng B nè. Vậy thì chỗ này mình sẽ siêu được A thì nó bằng 4 hữu T
B thì nó sẽ bằng là 6 mũ T. Và A cộng B thì nó bằng là 9 mũ T. Bằng 9 mũ T. Như vậy thì rõ ràng là mình sẽ được với cái 9 mũ T này. Nó bằng 4 mũ T cộng 6 mũ T đúng không? 6 mũ T. Mình chia hai giấy cho 9 mũ T. Thì mình sẽ được cái phương trình là cái gì? Chỗ này nó là 1 nè. Chỗ này là 4/9. 4/9 tất cả mũ T. Còn cái này nó còn là 6/9 tất cả mũ T. 4/9 mũ T thì nó bằng 2/3 tất cả mũ 2T. Này tương đương. Và 6/9 thì nó cũng bằng 2/3 luôn. Như cái này là 2/3 mũ T. -1 bằng 0. Thì cái này mình bấm phương trình vật 2 theo cái ẩn là 2/3 mũ T nha. Bấm bấm vô phương trình vật 2 theo cái ẩn. Vật 9 nè. 22 nha. Thì cái này cái hệ số trước cái 2/3 mũ T với cả bình phương đó, hệ số trước đó thì bằng 1. Hệ số này cũng bằng 1 luôn. Hệ số này bằng -1 ha. Thì mình giải ra thì nó sẽ được là cái số này nó dương rồi em, số này dương rồi à. Thì 2/3 mũ T là số dương. Vậy thì 2/3 mũ T nè bằng căn 5 trừ 1 chia 2, hoặc là 2/3 mũ T bằng trừ căn 5 trừ 1 chia 2. Số này số âm là loại nè, nó nhận nè. Như vậy thì A chia B nó sẽ bằng cái gì? Vì si A chia B nó sẽ bằng là 2/4/6 tất cả mũ T đúng không? 4/6 tất cả mũ T, tức là 2/3 mũ T luôn. Và nó sẽ bằng là căn 5 trừ 1 chia 2. Để mình chọn A. Câu 49 thì chúng ta có cần thầy giải không ạ? 49 rồi bấm ship show ra. Thì 49 là giải như thế này nha. Em gọi x là học sinh trường B. X là số học sinh trường B ha. Học sinh trường B. Trường B. Vậy thì 350 mà trừ x nó sẽ là số học sinh trường A. Vậy thì ta có trường A là có 97% học sinh thi đậu không? Trúng tuyển không? Thì số trúng tuyển nó sẽ là gì? Là 0,97. 0,97 tức là 97% đó. Mình nhân cho 350 trừ x rồi cộng cho 0,96 của x, và cái số này nó sẽ bằng số 338. Mình bấm ship so nó ra thì mình sẽ được cái x bằng 150. Em chọn cái đáp án B luôn. Thì bấm lại nè, bấm chế độ menu 1 ha. 0,97 nè, mở ngoặc. Cộng 0,96. Cái này mình hỏi rằng là bấm dấu nhân cũng được, cái nhân giấy số, nhân giấy chữ thì khỏi bấm dấu nhân cũng được. Bấm ship show thôi nha. Thấy ra x bằng 150 để em rõ ràng không? Còn cái câu 50 cũng vậy nha. 50 thì mình gọi, nó gọi chiều rộng không? Mình gọi x là chiều rộng. Y là chiều dài. Y là chiều dài. Thì mình sẽ có cái chu vi của nó là dài cộng rộng nhân 2 ha.
x cộng y nhân 2, nhân 2 là bằng 42. Vậy thì chia ra là x cộng y nó sẽ bằng 21. Vậy thì mình sẽ tính y theo x luôn, thì chiều dài y nó sẽ bằng là 21 trừ x. Nhưng mà bây giờ đó là nó nói đường chéo của hình chữ nhật là bằng 15. Đường chéo của hình chữ nhật là bằng 15. Thì em nhớ cho thầy là cái đường chéo hình chữ nhật nè, là mình lấy tổng bình phương chiều dài với chiều rộng không? Theo định lý Pythagore đó, đường chéo nè. Đường chéo này là L không? Cái này là chiều rộng và chiều dài. Vì có là cái C bình phương cộng R bình phương bằng L bình phương không? Vậy thì ở đây là cái chiều chiều rộng của mình là x nè, chiều dài là 21 trừ x nè. Như ta có là gì? À, x bình cộng cho 21 trừ x tất cả bình bằng nhiêu? 15 bình. 15 bình là cái đường chéo là 15, thấy không? Là mình bấm shift show. Shift show khi nó như 21 x bình thôi, x bình. Bây giờ mình như thế này bấm shift show khi nó ra cái chiều dài nó mất công thôi. Bây giờ mình sẽ khai triển ra, mình hẳn thức ra luôn đi, rồi mình giải phương trình mặt hai cho nó ổn không. 21 bình phương là rồi trừ cho 2 là 21, tức là 42 x cộng x bình bằng 15 bình không. Mình chuyển giới qua thì nó ra gì? 2x bình trừ 42x cộng cho 21 bình trừ 15 bình không. Đây là phương trình bậc 2 không. Rồi mình giải phương trình bậc 2. Giải phương trình bậc 2 này, thì đây là 2 nè, trừ 42. Rồi chỗ này cứ bấm 21 bình này, rồi trừ 15 bình này. Rồi nó ra là 12 với 9. 12 với 9 thì có một cái là chiều dài, cái là cái chiều rộng, đúng không? Vậy thì chiều rộng đó là 9. Vậy đáp án của mình là câu C. Thì trên đây thì thầy vừa sửa cho em cái đề 13. Nói cái đề 13 thế thầy, thầy mình mới giải tới cái buổi thứ 7 thôi. Ngày thứ 7 là đại thầy ký hiệu 13 vậy thôi. Thì buổi học của mình đến đây xin tạm dừng nha các em. Thì cái đề này thì gửi lên là nó có cái đề 13, đề 11 luôn, tuần sau mình sửa đề 11 ha. Và trước khi làm cái đề 11 thì em thì sẽ gửi cho em một cái đề dạng Google Form á. Cái đề đó thì em sửa rồi như cái đề thi của cái khóa của mình ha. Thì thi riêng của thầy cho em cũng 10 câu thôi. Đấy. Nữa thầy sẽ gửi cái link lên cái nhóm Facebook ha. Rồi các em tranh thủ làm gì thầy. Rồi cái toán này thôi ha. Rồi thầy xin chào các em. Hẹn lại gặp vào tuần sau.